Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin bóng đá Việt ngày 29 tháng 8, nơi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất của bóng đá trong nước cũng như khu vực châu Á. Ngay sau khi có mặt tại Ả Rập Xê Út, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các tuyển thủ Việt Nam đã lập tức bắt tay vào luyện tập nhằm chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà tại vòng loại cuối cùng FIFA World Cup 2022. Đây là cách mà thầy Park muốn toàn đội có thể sớm làm quen với sự chênh lệch múi giờ và thời tiết nắng nóng khắc nghiệt cùng độ ẩm cao. Ngay sau khi đặt chân tới Ả Rập Xê Út, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã ngay lập tức ổn định mọi việc và bước vào tập luyện chuẩn bị cho trận đấu mở màn tại vòng loại 3 World Cup 2022. Việc ra sân tập luyện gần như ngay lập tức nhằm đảm bảo các cầu thủ có thể nhanh chóng thích ứng với những thay đổi về múi giờ và đặc biệt là điều kiện thời tiết nóng bức và độ ẩm thấp tại Ả Rập Xê Út. Buổi tập đầu tiên của ông Park cùng với các trò chỉ kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ với khá nhiều thời gian dành cho các bài tập khởi động nhằm giải phóng năng lượng cho toàn đội. Sau đó, vị thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam đã chia đôi đội hình cho các bài tập kỹ chiến thuật. Những dấu hiệu tích cực đã hiển hiện ngay trong buổi tập đầu tiên khi Đặng Văn Lâm cho thấy khả năng bắt nhịp rất tốt sau một quãng thời gian dài không khoác áo đội tuyển. Cặp trung vệ Đình Trọng và Thành Trung cũng mang tới niềm vui cho ban huấn luyện khi để lại những dấu ấn tích cực trong bối cảnh Tiến Dũng không thể tới Ả Rập Xê Út cùng đội tuyển bởi chấn thương. Vào cái giai đoạn cuối cùng của World Cup ấy, thì đây là một cái thời tiết mà tôi cho tức là rất khắc nghiệt. 42 độ, cái gió nóng của cái sa mạc rất là khó khăn đối với cái sự hít thở. Tất cả những cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy thì phải khắc phục, vì đây là một cái điều kiện khách quan mà chúng ta không thể làm thế nào mà đảo ngược được. Đây là cái điều kiện mà bắt buộc các đội đến khu vực này đều phải chịu đựng, tập luyện cho quen thuộc. Và đây cũng là một cái vũ khí rất lợi hại giúp cho đội bạn quen thời tiết mà chúng ta, cái điều đó là phải khắc phục. Với thời tiết khá khắc nghiệt nên các biện pháp về y tế cũng được các bác sĩ của đội tuyển chuẩn bị để đảm bảo sức khỏe cho các thành viên của đội. Bên cạnh đó, lịch ăn ngủ cũng tuân thủ theo múi giờ mới nhằm giúp các cầu thủ điều chỉnh nhịp sinh học trong thời gian sớm nhất. Ngày hôm qua, tuyển Futsal Việt Nam đã đối đầu với Nhật Bản ở trận đầu tiên của giải giao hữu tại Tây Ban Nha. Trước đối thủ mạnh, các học trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã phải nhận thất bại tối thiểu. Tuy nhiên, mặc dù không có được kết quả tốt, thế nhưng tuyển Futsal Việt Nam đã thể hiện được tính tích cực về phong độ, lối chơi của mình. Ở lượt trận đầu tiên trong khuôn khổ giải giao hữu Tư Hùng tại Tây Ban Nha, đội tuyển Futsal Việt Nam có cuộc tái ngộ thú vị với Nhật Bản, đối thủ bị chính Việt Nam đánh bại cách đây 5 năm tại vòng chung kết châu Á để giành vé tới World Cup 2016. Và gặp lại vị thuyền trưởng từng giúp Việt Nam giành vé khi đó là huấn luyện viên Bruno Garcia Formoso, hiện đang là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Futsal Nhật Bản. Các cầu thủ Việt Nam chơi bình tĩnh, tự tin cầm bóng, phòng thủ chắc chắn và ghim chân được các Samurai xanh trong hiệp 1. Đáng tiếc là trong hiệp 2, Nhật Bản đẩy nhanh tốc độ, gia tăng sức ép và được hưởng một quả phạt đền ở phút 34. Shimizu, cầu thủ từng chơi cho câu lạc bộ Thái Sơn Nam tại giải Futsal câu lạc bộ châu Á năm 2019, đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho đội tuyển Nhật Bản. Ở thời gian cuối trận, các cầu thủ Việt Nam triển khai đá power play và tạo ra được một số tình huống nguy hiểm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn và nhận thất bại 0-1 chung cuộc. Dù để thua 0-1, nhưng đây là một trận đấu hết sức giá trị với đội tuyển Việt Nam sau 3 tháng không thi đấu. Đồng thời cũng là dịp để huấn luyện viên Phạm Minh Giang kiểm tra khả năng thực tế của các tuyển thủ. Vào ngày 30 tháng 8, đội tuyển Futsal Việt Nam bước vào trận giao hữu thứ hai gặp chủ nhà Tây Ban Nha tại Cúp Tứ Hùng. Dự kiến ngày 6 tháng 9, sau khi kết thúc các trận giao hữu tại Tây Ban Nha, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển tới Litva để chuẩn bị cho 3 trận vòng bảng Futsal World Cup 2021 gặp Brazil, Panama và Cộng hòa Séc. Nhằm có được tâm lý tốt nhất trước khi cùng tuyển Việt Nam chinh chiến tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã quyết định chốt chắc tương lai của mình với câu lạc bộ chủ quản Hà Nội FC. Theo đó, cầu thủ 25 tuổi sẽ tiếp tục gắn bó cùng đội bóng thủ đô thêm 3 năm đến hết năm 2024. Theo thông tin từ Hà Nội FC, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đồng ý gia hợp đồng với câu lạc bộ thêm 3 mùa giải nữa. Theo đó, cầu thủ 25 tuổi sẽ tiếp tục gắn bó cùng với đội bóng thủ đô đến hết năm 2024. Chi tiết bản hợp đồng giữa hai bên không được tiết lộ. Tuy nhiên, theo giới thạo tin, chế độ lót tay, lương thưởng của Duy Mạnh rất khủng, thuộc diện top đầu của bóng đá Việt Nam hiện tại. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng đối với Duy Mạnh sau những đóng góp quan trọng của anh trong thành công của Hà Nội FC suốt những năm vừa qua. Trung vệ sinh năm 1996 được xem là trụ cột quan trọng giúp cho đội bóng thủ đô gặt hái được những vinh quang ở sân chơi V-League, Cúp Quốc gia, Siêu Cúp Quốc gia và AFC Cup. Việc ký hợp đồng mới với Hà Nội FC
cũng giúp cho Duy Mạnh có thêm động lực cùng với đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Thái Lan vừa bổ nhiệm người phụ nữ bên ngoài xinh đẹp, bên trong nhiều tiền, Nang Pham Lamsan, làm trưởng đoàn các đội tuyển quốc gia Thái Lan. Và ngay lập tức thì Madam Pang đã thực hiện hàng loạt thay đổi để hy vọng giúp đội bóng từng bước lấy lại vị thế của mình. Và đây cũng là thông tin cuối cùng của bản tin bóng đá Việt ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Việc đầu tiên bà Nuan Pham Lamsan khiến nhiều cổ động viên Thái Lan bất ngờ khi ngồi vào ghế trưởng đoàn là bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng đội U23 Thái Lan Borawut Srimanka và trợ lý huấn luyện viên Isara Sritaro. Ông Srimanka đã từng làm việc tại Port FC, câu lạc bộ của nữ chủ tịch Nuan Pham Lamsan hiện tại. Ông là cựu cầu thủ từng đoạt vua phá lưới AFF Cup 2010 và giúp U23 Thái Lan vô địch SEA Games 2017. Bà Nuan Pham Lamsan đã tạo điều kiện cho huấn luyện viên Srimanka về mặt trang thiết bị để phục vụ nhu cầu cho việc họp trực tuyến và kết nối nhiều hơn trong việc quản lý đội bóng, đồng thời đưa ra các phương án một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất. Cũng theo nữ trưởng đoàn đội tuyển nữ Thái Lan dự World Cup 2015 và 2019, đội tuyển Thái Lan chắc chắn sẽ thay đổi theo hướng tích cực trước AFF Cup 2021 diễn ra vào tháng 12 tới. Trải nghiệm thế giới thể thao sống động trên truyền hình FPT và FPT Play.